Travis Feedley Hope. Rồi sau một thời gian xe cách chúng ta lại gặp nhau nhau vậy. Báo cáo gọi là tình hình bây giờ làm ăn khó khăn không vậy? Âm quá, giờ làm cái gì cũng vậy hết. Anh em taxi lái taxi ngủ từ sáng tới chiều kìa, giờ hết đường. Giờ ông Hoài có giúp đỡ được gì không chứ, giờ sao? Quá thì sao? Ông Hoài sao? Hân hạnh phải giúp đỡ, cố gắng vươn lên giai đoạn này. Sau một gì, thời gian không chuyên số nữa là nay ông Hoài có cảm thấy sao? Tự tin không? Hôm nay tự tin không ạ? Tự tin, ông Hoài phải lo giúp cho các cháu đang chạy một lần. Bây giờ nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ không ai ngồi ông Hoài hết á. Không ai có khả năng mà giúp đỡ bạn ông Hoài hết. Anh có quyết định hôm nay con sẽ chuyên số ông Hoài, cho con số đó chiều nay lậm lúa lái tiền chứ khó khăn quá rồi, được không? Được. Tự tin không? Tự tin. Chốt luôn nha, chứ bên đây là ông Hoài phải đỏ hồi trước đen rồi. Rồi. Hồi trước đen bỏ qua bên đây, bên đây đỏ. Bỏ. Con nghĩ ông Hoài đỏ đó. Cho lại con số. Rồi, cả. Chiều nay đai Phú Yên. Con đai gì đó mà lái tiền đấy chứ. Ông Hoài cho rồi. Con số 9 lên 3 lên 9 lên 3 lên hả? Ok. 95, 35, con thấy cũng được đấy. Nhưng mà sao ông Hoài, nhưng mà sao? Nhưng mà ông Hoài tự tin quyết định, nếu các cháu không trốn thì ông Hoài trả tiền lại. Ông Hoài, anh em là 95, 35, nếu mà trọc thì ông Hoài trả tiền lại cho không, các cháu. Không, tiền lại luôn. Ok, uy tín nha. Rất uy tín. Rất uy tín. Thương các cháu. Vô, ok, bắt tiền gọi cái chốt. Chiều nay đài Phú Yên 95, 35. 95, 35. Ai theo trọng? Ai theo trọng? Các cháu quên có trọng ông Hoài trả tiền lại. Rồi, ai theo trọng? Gửi hồ đơn này, gửi cho ông Hoài hồ tiền lại. Ok. Ok. Lấy tiền đó làm gì? Lấy tiền để trang trải sự sống. Sự sống. Ok.